Chào các bạn trong phần video này thầy tiếp tục chuyên đề 5 đó là bài tập kim loại tác dụng HNO3 nha thì đây là một dạng bài tập tính toán của HNO3 bài đoạn bài tập dạng bài tập này rất là quan trọng nha thì phần hôm nay là phần video thứ ba của chuyên đề 5 nha chuyên đề 5 thầy thực hiện tổng cộng cho, cho chúng ta là bốn video bốn phần nha Qua tài liệu này thầy soạn cho chương 2 nha. chương nitrogen và sanh phua chương này tổng cộng là uh, thầy soạn theo sách giáo khoa nghe cái này chuyên đề 12 chuyên đề của sách của khoa gồm có lý thuyết tóm tắt lý thuyết và bài toán tính toán nha và thầy soạn dùng chung cho chúng ta dùng chung cho cả bao bộ sách sách nào chúng ta dùng được hết 12 chuyên đề này thầy soạn khoa đề là 170 trang đây là cuốn tài liệu chương 2 nghe 170 trang à, khoa bài giải của nó là 323 trang 323 trang khoa bài giải thì em nào muốn nhận khoa đề như khoa bài giải này thì chúng ta tham gia trợ giúp học tập thì chúng ta sẽ được nhận tài liệu trong một năm học và đặc biệt được thầy trợ giúp khi chúng ta không hiểu gì trong học tập đó không hiểu gì thì sẽ thầy sẽ giúp rồi thầy sẽ giới thiệu sơ lược về cái tài liệu thầy gửi nè em nào tham gia chỉ học tập thì hiện tại bây giờ thầy đã gửi tài liệu có hai chương nha chương 1 và chương 2 bây giờ chương 2 này chương 2 đây là file đề nè file đề 170 trang à, đề 170 trang được chưa đó có tóm tắt lý thuyết có bài toán dưới rồi đây là file bài tập file à, bài tập bài tập tính toán cho chúng ta thì mỗi phần bài tập thì đều có hướng dẫn giải chi tiết chúng ta như thế này nè phương pháp giải chúng ta được chưa và bài giải chi tiết chúng ta hết à, thì chúng ta nhận về chúng ta xem và chúng ta giải file bài giải 323 trang thì chúng ta nhận về chúng ta giải không hiểu thì nhắn tin thầy hỏi thầy thầy trợ giúp rồi bây giờ trở lại chuyên đề 5 chuyên đề 5 à, đây là bài tập kim loại tác dụng với HNO3 ở trong tài liệu thầy có soạn sẵn cho chúng ta cái phương pháp giải này nhưng mà thầy cũng hướng dẫn luôn và hôm nay đó là cái dạng 3 nha dạng 3 kim loại tác dụng h 3 tạo nhiều sản phẩm khử thì đó nhiều em là dạng này đã khó rồi thì thầy hướng dẫn chủ yếu cho những em nào mà chưa nắm mấy dạng này nha gặp nhiều sản phẩm khử thì chúng ta rất là khó chịu làm không được rồi trước khi vào hướng dẫn thì thầy cũng nhắc lại cái phương pháp giải thì em nào À, em nào đã biết phương pháp giải này thì chúng ta có thể tua ra phần này nha rồi thầy nhắc lại sơ bộ phương pháp giải rồi kim loại tác dụng HNO3 nha thì chúng ta nắm cái phương trình này phương trình hóa học thì ở đây thầy gọi kim loại này là kim loại R nha. tác dụng với dung dịch HNO3 thì ở đây sẽ tạo ra cái muối À, muốn đi chay à, đó là R NO3 ít lần thầy gọi đây là sản phẩm khử nha sản phẩm khử của niter sản phẩm khử thì sản phẩm khử niter gặm gì thì ở đây là HNO3 niter đây cộng 5 thầy sắp xếp theo thứ tự nha sản phẩm khử gần nó nhất đó là NO2 cộng 4 à. tiếp theo là NO cộng 2 Tiếp theo là N2O cộng 1. Tiếp theo nữa là N2 0 và tiếp theo nữa là NH4 NO3 trừ 3. Vậy khi nào mà số số hóa đưa xuống thấp nhất thì kim loại này kim loại càng mạnh thì nó đưa sản phẩm khử về số hóa càng thấp. Kim loại càng mạnh đưa sản phẩm khử về số hóa càng thấp và nó còn phụ thuộc vô cái cái H độ 3 đặt hay lẫn nữa nha. Rồi, cái vấn đề thì uh, tiếp theo nữa chúng ta nắm đó là thu được là muối, sản phẩm khử và nước. Muối, sản phẩm khử và nước. Nó là luôn như thế nha, không giải phóng khí ron nha. À trong phần lý thuyết thầy có nói rồi đó, không giải phóng khí ron. Thì ở đây chúng ta nắm chỗ này nè, cộng 5 xuống cộng 4 nha. chúng ta nắm chỗ này để chúng ta làm bảo toàn e nha, cộng 5 xuống cộng 4 là 1e. Ha, 5 xuống 4 là 1e. Và ở đây đặc điểm của khí nợ 2 đây là khí có màu nâu đỏ nghe chất khí màu nâu đỏ nghe. tiếp tục cộng 5 xuống NO nè NO cộng 2 cộng 5 xuống cộng 2 là 3E 3E thì khí NO này có đặc điểm là không màu khí này không màu nghe không màu nhưng nó quá nâu trong không khí quá nâu trong không khí có nghĩa là NO nó biến thành NO2 khi nó gặp oxy không màu quá nâu trong không khí rồi cộng 5 xuống cộng 1 nên là 2O nè cộng 5 xuống cộng 1 Cộng 5 xuống cộng 1 là 4E Là 4E thôi nghe Nhưng mà có 2 tơ nè 4 x 2 là 8 À vậy là 8E Khí này cũng không màu luôn À không màu Người ta còn gọi là khí này là khí cười đó Khí cười là 2 o Rồi tiếp tục cộng 5 xuống tơ nè N2 này niter 0 nè Cộng 5 xuống 0 là 5 Nhân 2 lên là 10 À 10E Thì đây cũng là khí không màu luôn Khí tơ này không màu À khí này không duy trì sự cháy ha. À. Không duy trì cháy. Rồi, cộng 5 xuống -3 nh 4 độ 3 nè, 5 xuống -3 là 8e nha. 8e. Thì cái này không phải khí nha, cái này là nó nằm trong dung dịch muối. Vậy trong cái phần bài tập kim loại thí dụng HNO3 thầy chia thành hai dạng nha. Cái dạng là thứ nhất là không tạo thành cái muối NH4NO3 này, người ta gọi là dạng dấu sao không thử đó cái dạng thứ hai là có tạo thành, à, thì cái cái phần video này có thể thầy chia thành hai phần nha, hai phần cho nó nó chúng ta phân biệt cho rõ. rồi vậy một số lưu ý nè, thứ nhất, à, về kim loại nè, kim loại là tác dụng đi hầu hết tất cả kim loại luôn, trừ cho thầy, trừ cho thầy là vàng và platin, bạch kim không tác dụng thôi. rồi cái thứ hai về quá trị thì nhớ cho thầy quá trị kim loại là nên quá trị cao nhất. Quá trị cao nhất thì ở đây nhớ sắt thôi. Tại sắt có nhiều quá trị xác à, sắt lên sắt 3. Đó. Rồi, cái chú ý. À, lưu ý chỗ này. Rồi, lưu ý chỗ này đó là <laughs> Đối với HNO3 đặc nguội ha. HNO3 đặt nguội nha Thì có ba kim loại thụ động quá đó là sắt, nhôm, Crom thụ động quá còn là coi như không tác dụng đó. Do có màng oxit đặc biệt bảo vệ. À, oxit là cực kỳ bền, thụ động quá đối với HNO3 đặt nguội. Rồi cái lưu ý tiếp theo đó là chúng ta nắm cái thầy đó là bảo toàn e. À, thì trong trong dạng bài này thầy sẽ hướng dẫn bảo toàn e hết không cho chúng ta viết phương trình nha bảo toàn e nghe bảo toàn e là gì đó là tổng mol của kim loại nhường nghe tổng mol kim loại nhường bằng tổng mol e nhận nghe, e nhận thì ở đây chỗ h độ ba đó à, ở đây thầy lấy ví dụ cụ thể của đây cho chúng ta dễ hình dung nè ví dụ Thầy có sắt và cu tác dụng với HNO3 HNO3 lỏng tạo thành khí NO A à, thì ở đây chúng ta bảo toàn E như thế nào đây bảo toàn E nha bảo toàn E tổng mol kim loại nhường kim loại này có hai kim loại nè sắt lên quá trị cao nhất ngay sắt 3 vậy là 3 lần mol sắt học thầy bảo toàn E thì chúng ta chỉ ghi đơn giản vậy thôi đồng nè đồng nhường 2 E chính là quá trị của nó hai lần một đồng đây là tổng mon kim loại nhường nè tổng mon kim loại nhường bằng tổng mon sản không khử nhận nè chỗ no nè no thầy ghi sẵn này 3 e nè bằng 3 lần mon no thì đây chính là bảo toàn e à, thì đây cái là lưu ý bảo toàn e để chúng ta nắm rồi cái tiếp theo nữa à, tiếp theo nữa đó là công thức tính nhanh à, công thức nhanh tính mon h ba. 3 để chúng ta làm cho nhanh. Thì mon h 3 có thức tính nhanh như thế này nè. Nó có mối quan hệ với sản phẩm khử này là chúng ta lấy sản phẩm khử số e nè nè. E của sản phẩm khử này chúng ta cộng thêm số nitơ. Vậy mon h 3 1e này cộng 1 nitơ này thì bằng hai lần mon NO2. À, công thức này chúng ta phải ghi một trình ra chúng ta mới chứng minh được. 2 là mon NO2. Rồi, thằng này 3e cộng với 1 nitơ vậy là 4 là mon NO. Rồi, thằng này 8E cộng có 2 niter nè Vậy là 10 lần mol N2O Rồi Tiếp theo nè Cộng nè 12 lần mol N2 nè Và tiếp theo nè Là 10 lần mol N4 nổ 3 nè Là lấy số E cộng số niter Đây là công thức tính nhanh của mol H nổ 3 Lấy số E cộng số niter rồi Tiếp theo nữa Đó là công thức nhanh Chúng ta tính muối M muối nha Thì M muối Muối gồm muối đây và muối đây nè Hằng này có muối nè Muối thì bằng luôn luôn mà kim loại cộng cho gốc đi chát Vậy nó sẽ bằng kim loại nè nha. Cộng cho gốc đi chát Gốc đi chát ở đây nè Thì gốc này nó là 62 Được chưa? 62 bây giờ có mối quan hệ dưới này nè chính bằng số e luôn vậy là 62 nhân cho 1 lần mol NO2 cộng 3 lần mol NO cộng cho 8 lần mol N2O cộng cho 10 lần mol N2 cộng cho 8 lần mol NH4NO3 thì công thức rất là dài nhưng mà không phải lúc nào có nhiều sản phẩm khử đâu nhiều khi có một sản phẩm khử thôi nghe lưu ý có một sản phẩm khử thì chúng ta ghi thằng thôi mấy ghi chúng ta khỏi ghi có hai sản khử ghi hai thằng thôi được chưa thì lưu ý công thức tính muối này chúng ta mới tính được có muối này nè à. mới tính muối này nè à. còn muối này nữa nè nguyên cái nguyên cái dài ngoằn này chúng ta mới tính được muối này chát này thôi muối này chát của kim loại còn muối này chát của ammonium đó bốn đó chúng ta chưa tính gì vì chúng ta phải cộng thêm cộng thêm khối lượng của nh 4 no 3 à, đây là phần sơ lược thầy giới thiệu cái nội dung chúng ta cần nắm thôi bây giờ nhiệm vụ chúng ta là chúng ta vận dụng chúng ta làm nha à. đó rồi tiếp theo câu à, câu 43 ba à, chúng ta xuất phát từ câu 43 của cái dạng này nha rồi câu 43 cho a gam bột nhôm tác dụng vừa đủ với hno 3 lõn thu được dung dịch a chỉ chứa một muối duy nhất à, muối này chắc chắn là muối nhôm rồi đó và không phớt một chín 0.832 lít cái này điều kiện chuẩn số nên rất là xấu không phết 19832 chia cho 24 phết 79 0 008 nha vậy đây là số mol nó là 0, 0, 0 mol hỗn hợp gồm hai khí NO và N2O có tỷ khối so với Hiro hydrogen là 14 25 người ta có tính ai người ta có tính a gam một nhôm này có nghĩa người ta có tính khối lượng nhôm là bao nhiêu gam đó thì bài này là thu được nhiều sản phẩm khử à, rồi thầy sẽ hướng dẫn chúng ta phương pháp giải cái dạng bài tập này. Rồi đầu tiên chúng ta phải xử lý cái hỗn hợp sản phẩm khử này người ta cho NO và N2. À, hai đứa này người ta cho mol hỗn hợp khí. Mol hỗn hợp khí là 0.008 mol. Và cho tỷ khối so với hiro Tỷ khối thực ra cho là mà trung bình nha Tỷ khối so với hiro là chúng ta đem nhân với hiro là hai đó Vậy là 14 Phết 25 Chúng ta nhân 2 à, 14 25 nhân 2 sẽ là 10, 14 14 phết 25 nhân 2 Sẽ bằng 28 phết 5 28 phết 5 Thì đây chúng ta phải xử lý dư kiện của hai khí này à, Bằng cách tìm môn hai khí đó Thì có nhiều cách nha Có nhiều cách Bây giờ thầy làm theo cách 1 Cách 1 là cách giới hệ Cách giới hệ thì chúng ta không làm gì hết Chúng ta chỉ cần bấm máy tính thôi à, thì, thì gọi x là mol của NO à, còn y là mol của N2 thì lúc này thì cách giải hệ nha thầy sẽ được x cộng y x cộng y bằng 0 08, 0 .08. thì chúng ta nhìn cho chúng ta biết rồi rồi thì lập theo khối lượng nha khối lượng thằng này là mà lớn là 30 nha 30 x này mà lớn 28 cộng 28 y sẽ bằng uh, khối lượng mà số mol nhưng mà lớn nè 0,008 nhân cho 28,5 đó thì chúng ta đây là bước xử lý dữ kiện x bằng y bằng cái này bấm hệ thôi em nào gần là chúng ta không cần lập hệ chúng ta nhìn vào số liệu chúng ta bấm luôn nhìn vô đây chúng ta bấm à. x không y nè 1 1 0,008 ok nhìn vô đây nè này. này là 30 nè này. này 28 nè 28 khối lượng số mol nhưng mà lớn nè 0,008 nhân cho 28,5 rồi bằng 0,002 và 0,006 à, x bằng 0,002 y bằng 0,006 chúng ta có mon đường khí này à, thì tí xíu nữa chúng ta bảo toàn e nhưng mà thầy hướng dẫn cách hai luôn nha cách hai cách hai để chúng ta xử lý cũng hai này đỡ tiền về số mon như thế này thôi nhưng mà cách hai thầy làm theo cách đường chéo này đường chéo nha NO M lớn là 30 Nhiều em phá cách này lắm N2 M lớn là 28 Rồi đường chéo Đường chéo M trung bình Người ta cho là 28,5 Rồi chéo lên chéo xuống Chéo lên lớn chiều nhỏ Chéo xuống cũng lớn chiều nhỏ Tấm là lớn chiều nhỏ 28,5 chiều 28 được 0,5 Chéo xuống lớn chiều nhỏ 30 chiều 28,5 ra 1,5 Vì hai đứa này là tỷ lệ 1,3 0,5 chia 1,5 là 1,3 Được chưa? 1,3 mà mol hỗn hợp là 0,008 0,008 à, Vậy lúc này chúng ta sẽ ra mol từng thằng này Mol của NO à, Nó chiếm 1 phần 4 4 phần này Vậy là 1 phần 4 Của 0,008 Vậy nó bằng 0,002 Được chưa? Còn uh, N O2 nó chiếm 3/4. 3/4 của 0.008 vậy nó bằng 0.006. Thì cũng xử lý dư kiện thôi. Tóm lại cái bước này hai cách. Điều là xử lý dư kiện tìm ra mol được hạt. Được chưa? Rồi vậy sau khi tìm mol được thằng rồi chúng ta bảo toàn e thôi. Đề bài người ta cho mol nhôm. Ê đề bài cho nhôm tác dụng tạo hai cái này chúng ta bảo toàn e. Vậy là 3 là mol nhôm, được chưa? 3 là mol nhôm. Nhôm với chị 3. 3 lần mol nhôm bằng NO3E 3 lần mol NO cộng N2 10E 10 lần mol N2. Em nào chưa biết số E này chúng ta xem lại bài giảng cho kỹ lên nha. Rồi vậy chúng ta suy ra mol nhôm. Mol nhôm bằng 3NO là 3 nhân 0.002 cộng 10 nhân cho 0.006 chúng ta chia cho 3 sẽ ra mol nhôm.

thì chủ yếu thầy hướng dẫn chậm rãi để chúng ta nắm thôi em nào biết cách thì nhìn vô bài này chúng ta bấm nhanh gọn lẹ rồi rồi không phết năm chín bốn câu b nha đó đây là cách để chúng ta hướng dẫn hướng dẫn chậm rãi bài đầu tiên nha bài tiếp theo à, bài tiếp theo và wow, tan hoàn toàn 24,3 gam nhôm à, Thu được h 3 lõn Ê, Dùng h 3 lõn thu được hỗn hợp khí NO và N2O Có tỷ khối so với hero là 20,25 Vậy được mà trung bình này Rồi bạn sẽ tiếp tục hướng dẫn bài này chúng ta Môn nhôm có rồi, để thầy xử lý môn nhôm 24,3 chia cho 27 bằng 0,9 nha đối với chất nghiệm thường thường môn bon này chúng ta tính được chúng ta ghi lên đây luôn 0,9 luôn nha. rồi bài này cho hai khí NO và N2O à, không có mon hỗn hợp nha câu 44 hai khí đó là NO và N2O cho M trung bình của hai đứa nhân 2 lên là bằng 40,5 40,5 thì bài này không cho mon của thằng khí à, do đó chúng ta làm cái cách hai là đường chéo nha chúng ta tìm tỷ lệ nha đường chéo rồi no m lớn là 30 n 2 o m lớn là 44 nha m trung bình của hai đứa này là 40,5 rồi chéo lên lớn trừ nhỏ dưới đây sẽ là 3,5 chéo xuống lớn trừ nhỏ sẽ là 10, rồi tỷ lệ coi nhiêu 3,5 thử 5 như là 1,3 3,5 trên 10,5 Rồi tỷ lệ 1,3 nha Tỷ lệ 1,3 Rồi tỷ lệ 1,3 Vậy là Siga mình gọi mol của NO Bằng x Vậy si mol của N2O Bằng 3x à, Thằng x thằng 3x Rồi tới đây bảo toàn E Rồi đây bài người ta cho là Vẫn là nhôm giống như nãy nhôm Vậy là 3 lần mol nhôm nha, bằng 3 lần mol NO cộng 8 lần mol H2O. NO. Chúng ta làm 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 quen rồi, là chúng ta thuộc với số e này chứ nghe. Rồi. Thế vào nè, 3 lần mol nhôm, mol nhôm nãy thầy tính sẵn đây là 0.9 nè. Vậy là 3 x 0 0,9 bằng 3. Thằng này là x ha, vậy là 3 x. x. Thằng này là 3x cộng cho 8 3x rồi chúng ta tìm x ra. Ở đây là 27 y 24 x 27 x. À, vậy là 0,9 nhân 3 chia cho 27 sẽ ra x. x bằng 0,1 nha. x bằng 0,1. Rồi x bằng 0 1 Vậy đề bài người ta kêu tính Giá trị V V là hỗn hợp hai khí nha Vậy V V hỗn hợp khí nè Bằng này 0.1 này 0.3 nha Vì tổng cộng là 0.4 0.4 nhân cho điều kiện tiêu chuẩn Bài này cho điều kiện tiêu chuẩn nha Điều kiện tiêu chuẩn là 22.4 Nhân 0.4 bằng 8.96 Đa phần giáo viên dạy nhớ mấy số mol điều kiện tiêu chuẩn hết nè Bây giờ đổi điều kiện chuẩn thì Cập nhật lại từ từ 8.96 nha 0.4 8.96 Rồi câu B rồi Tiếp theo Thì cho hỗn hợp thường thường mấy dạng này Qua thầy hướng dẫn mấy câu sau để sẽ có dạng khác nữa nha Đa phần chúng ta xử lý như thế Rồi câu 45 à, 45 uh, sắt hỗn hợp hai khí Cho em mà cơm sắt tác dụng với HNO3 Thu được 9,916 lít 9,916 bao nhiêu mol 9,916 chia 24,79 là được kiện chuẩn 0,4 nên này này 4 mol. Hỗn hợp hai khí là NO và N2O à, Có tỉ khối so với oxy là nhân oxy nha. Vậy mà trung bình của hai khí bằng lấy này nhân o 2 coi. 1/3125 nhân cho 32 bằng 42, mọi mình 42. Rồi thầy tìm hai hai cái khí này bằng cách giải hại nha. Thầy gọi đây x đây y nè, chúng ta bấm nhanh luôn nè, Chị bấm nhanh luôn. Chúng ta sẽ được x bằng nhiêu y bằng nhiêu luôn nè. Rồi Rồi hỗn hợp hai khí là 0.4 Thì chúng ta sẽ được là 1 cộng 1 0.4 1x nè Tiếp theo là lập theo khối lượng Lập theo khối lượng thằng này là 30 Thằng này 46 Vậy là 30 46 Khối lượng bằng số mol nhưng mà lớn nha 0.4 x 42 0.4 x 42 Giống như cái cách cách 1 của bài nãy thầy hướng dẫn đó Rồi 0.1 và 0.3 nha 0.1 và 0.3 vậy x bằng không phẩy y bằng không phẩy ba đó thì cách giới hạn chúng ta bấm nhanh cho đó rồi tiếp theo chúng ta bỏ toàn e ra rồi bỏ toàn e Sắc nó có chia ba nghe ba lần món e bằng hai uh, khí n NO và n NO, hai ba lần mon n NO, cộng một lần mon n hai rồi vậy silica mon fe bằng bao nhiêu chúng ta tính khối lượng vậy là ba nhân n là không phẩy ba 0,3 cộng cho 0,3 là 0,6 0,6 chúng ta chia cho 3 Vậy là bằng 0,2 0,2 nhân cho 56 bằng 11,2 nha Vậy đáp án là câu C nha 0,2 nhân 56 11,2 à, Mấy cái số này dễ dễ thì giáo viên cũng nhớ Rồi tiếp tục câu 46 thì nó hơi khác hơn tới xíu nha Câu 46 Rồi câu 46 Cú 46 thì người ta cho hỗn hợp hỗn hợp hai kim loại hai này tỷ lệ 1 1 12 g tỷ lệ 1 1 tác dụng hắc nổ 3 thu được hỗn ít gồm nộ và nộ 2 thu được dung dịch y chỉ chứa hai muối à, và có nghĩa là hai muối của kim loại này thôi tỷ khối của ít so với hero 19 và đen đen mà trung bình nè em mà trung bình bằng 38 này 19 x 2 38 người ta kêu tìm V V lít hỗn hợp hai khí này rồi Cộng 46 Rồi thì đầu tiên thầy xử lý dư kiện của hai 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 bé này nha. Hai bé này 12 g. Thầy gọi đây A, ở à, đây cũng A nha. Vì mình sẽ được là 56A cộng cho 64A sẽ bằng 12. Rồi, vậy sẽ ra A bằng 56 cộng 64 bằng 120. Vậy là A mà không thích 1 nha. Không phải 1. Nha, vậy là mẫu bé này không có 1 mol hết mon đồng mà mon sắc là 0.1 rồi tiếp tục hỗn hợp thầy xử lý điều kiện thứ hai đó là NO và NO2 người ta cho giá trị trung bình thôi là bằng 38 thì lúc này chúng ta sẽ đừng chéo nha đừng chéo NO là 30 NO2 là 46 NO2 46 rồi đường chéo này 38 này giá trị trung bình lớn chừng nhỏ 8 lớn chừng nhỏ 88 là hai đứa này tỷ lệ 1 1. Vậy lúc này mình đặt mol của NO bằng mol NO2. Bằng X nha, bằng X. Rồi chúng ta bỏ toàn E. Vẫn là bỏ toàn E thôi. Rồi bỏ toàn E với hỗn hợp sắt uh, với CO. Vậy là 3 lần mol Fe cộng 2 lần mol CO bằng NO3E, 3 lần mol NO

Vậy là x bằng 0,125 Rồi điều bài người ta cứ tính Thể tích hỗn hợp khí Hỗn hợp khí gồm hai đứa nha hai đứa Thì hai đứa là nhân 2 lên Là 0,125 nhân 2 là 0,25 nha 0,25 Điều bài này cứ tính điều kiện gì đây Điều kiện tiêu chuẩn nha 0,25 nhân cho 22,4 Vậy là bằng là 5,6 lít 5,6 lít À, vậy là đáp án là câu C. Đó. Rồi còn nhiều dạng bài tập phía dưới nha. Mỗi bài nó sẽ có cách tính khác nhau. À, thì chúng ta nhận tài liệu này về chúng ta làm để chúng ta phát triển nâng cao cái kỹ năng bài tập hơn. Dạng 3 này nhiều bài tập nha. À, dạng 3 của cái chương đề năm này. Đó thì chúng ta nhận tài liệu thì bằng cách chúng ta tham gia trợ giúp học tập nha. Tham gia trợ giúp học tập rồi thầy kết thúc video tại đây nha